Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học Tiếng Anh Miễn Phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta vào phần cuối cùng của Unit 11, phần Language Focus. Phần này là cũng là một trong những phần rất là quan trọng trong mỗi unit bài học của chúng ta. Và trước khi chúng ta vào học phần Language Focus này á, mong các bạn bỏ ít thời gian đăng ký kênh và nhấn like, share để kênh chúng ta ngày càng phát triển. Và các bạn sẽ ngày càng có nhiều video bài học rất là hấp dẫn tiếp theo. Và trong kênh này chúng ta sẽ có tất cả, tôi sẽ bắt đầu kể từ Unit 11 này là tôi sẽ tất cả những bài, những nội dung liên quan đến tất cả các unit đều phải chọn và đưa lên trên kênh này hết các bạn nhé, trong danh sách phát của tiếng Anh 12 đó. Và những bài tập trong sách bài tập tôi cũng giải tất cả các bài tập luôn các bạn nhé. Các bạn nhớ chờ đón để chúng ta được theo dõi. Và cũng có đến gần khi cuối cấp thì các bạn, thì tôi cũng cố gắng dành nhiều thời gian để ra những video ôn luyện cũng như các cái đề thi cho các bạn để các bạn làm tốt nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã hợp tác và để chúng ta ngày càng phát triển và hướng đến một mục tiêu là các bạn có kiến thức và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và cũng như những cái kiến thức về tiếng Anh để sau này phục vụ cho nghe nói đọc viết tiếng Anh. Rồi bây giờ các bạn vào phần Language Focus này á, đầu tiên là phần phát âm. Thì thực ra phần phát âm này tôi cũng cố gắng đi nhanh thôi. Tôi cũng đã có những cái video chuyên về phát âm. Các bạn tìm trong kênh thì các bạn thì có bài sẽ thấy hết. Rồi, thì bây giờ cái phần quan trọng là chúng ta sẽ làm hai cái bài tập liên quan đến phần ngữ pháp. Và hai cái phần ngữ pháp này nó là phục vụ rất là tốt cho việc thi cử của chúng ta. Có kiến thức để chúng ta làm, nghe, nói, đọc, viết. Cái phần ngữ pháp thứ nhất, cái bài tập thứ nhất là người ta yêu cầu mình làm gì các bạn? Người ta yêu cầu mình viết lại những câu sau ở dạng bị động đó các bạn. Có nghĩa là những câu này á, là người ta viết ở dạng chủ động rồi. Bây giờ việc của chúng ta là viết nó lại thành dạng câu bị động. Vậy thì dạng câu bị động các bạn tìm hiểu trong các video về ngữ pháp của tôi từ lớp 7, nhất là từ lớp 8, lớp 9 trở đi là đã có rồi. Thì các bạn tìm thấy trong đó về câu bị động là chắc chắn có. Là tôi nói rất kỹ về câu bị động các bạn nhé. Và trong cái phạm vi bài học, trong cái phạm vi cái bài tập này tôi tiếp tục đề cập lại cái câu bị động nữa. Các bạn biết khi đụng đến câu bị động á, là phần lớn một số bạn bị vướng câu bị động, bị giống như là không còn một cái phương hướng để mà chúng ta giải quyết, không biết đâu là tân ngữ, không biết đâu là chủ ngữ, không biết đâu là động từ để mà làm. Vậy thì mình hướng dẫn các bạn một cách dễ hiểu nhất, đụng đến câu bị động là các bạn phải xác định động từ trước cái đã, rồi sau đó mình hiểu được cái nghĩa cái câu mình mới làm được. Còn nếu mình không hiểu nghĩa thì mình khó làm lắm. Ví dụ tôi lấy cái ví dụ câu đầu tiên này các bạn này. Câu đầu tiên là bạn không sử dụng, bạn không được phép sử dụng cái máy này sau 5 giờ chiều. Cái câu này á, là bạn không được phép sử dụng cái máy này sau 5 giờ chiều. Đó là một câu chủ động hoàn toàn. Vậy là câu bị động là sao? Có nghĩa là ta chuyển nó thành một dạng bị động. Là có nghĩa là cái vật đó nó bị tác động bởi cái gì đó mà chúng ta cần phải nêu ra. Ví dụ trong trường hợp này, đây là chủ động hoàn toàn, ông này, bạn này là chủ động hoàn toàn, là không được phép dùng cái máy này trong 5 giờ. Vậy thì câu bị động của nó là chắc chắn là cái máy này không được phép sử dụng sau 5 giờ. Có phải là dạng bị động chưa? Nó là bị động hoàn toàn chứ gì nữa, đúng không? Ta biết, ta đặt cái câu là ta biết nó là bị động rồi. Cái máy này không được phép sử dụng sau 5 giờ 30 chiều. Vậy thì cứ thế mà ta viết ra thôi. À, cái máy này đâu rồi? Máy này đây rồi, đây. Đấy, ta viết ra, đưa nó ra từ trước liền. Không phép được sử dụng, không được phép sử dụng và đi liền với cái khiếm khuyết động từ này các bạn này. Đó, các bạn thấy chưa? Vậy thì bị động của khiếm khuyết động từ này là gì? Nhớ cái công thức của bị động của khiếm khuyết động từ không? Các bạn phải nắm tất cả các thì, cơ bản là khoảng 7 thì thôi là được rồi. Hôm sau tôi sẽ nói nhiều hơn, nếu các bạn chưa rõ bị động tôi sẽ làm thêm nhiều video về bị động nữa. Nói đến bị động của khiếm khuyết động từ này là đưa nó đến rồi tiếp tục động từ nguyên mẫu rồi V3, đúng không các bạn? Động từ nguyên mẫu, động từ to be nguyên mẫu đó, rồi V3 hoặc là VD, đúng không? Đó, các bạn nhớ lại kêu công thức nha. Tôi không ghi lại công thức nữa nha. Đây, tôi đưa ra các bạn để các bạn thấy công thức của nó luôn. Mà hiểu được công thức là tại sao câu này này. Đây, các bạn thấy chưa? Khiếm khuyết động từ đây này. Đương nhiên có phủ định thì ta đưa nốt vào. Đó, dễ thôi, không vấn đề gì hết. Nguyên mẫu của to be nè. Nguyên mẫu các bạn thấy chưa? Rồi sau đó là động từ V3 hoặc động từ ED này các bạn thấy chưa? Đây là một công thức cực kỳ quan trọng của khiếm khuyết động từ. Liên quan đến câu bị động của khiếm khuyết động từ nó phải như thế này. Đó, tôi phải làm cho đậm chỗ này để cho các bạn không bao giờ quên. Rồi đương nhiên chủ ngữ ở phía trước rồi, ta không có được cặp nữa rồi. Cái máy này không được phép sử dụng sau 5 giờ 30 chiều.
Đó các bạn thấy chưa? Khiếm khuyết động từ này. Khiếm khuyết động từ nào? Ngoài must thì còn will, shall, could, would, should, vân vân. Các bạn thấy chưa? Đó, nó nhiều đó thì buộc nó phải đi đấy, công thức của khiếm khuyết động từ đó. Các bạn quên thì nhớ chép lại nha, nhìn lại công thức bị động của nó. Rồi, đó là câu thứ nhất, rất dễ đúng không nào? Vậy thì khi nào ta đã xác định được động từ rồi, ta xác định được chủ ngữ, tân ngữ rồi thì ta làm dễ thôi. Ví dụ như câu này ta đọc vô ta thấy đương nhiên là chủ động này, thì mình tìm cái tân ngữ để mình đưa nó thành bị động này. Bạn phải lau sạch cái máy này mỗi lần bạn sử dụng nó, đúng không nào? Mỗi lần bạn sử dụng nó thì bạn phải lau sạch cái máy này. À, vậy là hoàn toàn chủ động rồi đúng không? Vậy thì đưa cái bị động là chắc chắn là cái máy này phải được lau sạch, đúng không? Mỗi lần bạn sử dụng nó. Dễ đúng không? Bởi bạn hoặc không bởi bạn gì cũng được, cũng như trên này bởi bạn không bởi nào cái đó không quan trọng nữa. Đó, dưới này cũng thế. Cái máy này phải được lau sạch bởi bạn mỗi khi bạn sử dụng, có bởi bạn hay không có bởi bạn chứ nữa thì cũng không quan trọng. Cái đó là mà chúng ta đưa được cái máy này ra chủ động, ra câu đầu câu bị động là ok, là cái máy này phải được lau sạch mỗi khi bạn sử dụng nó. Đúng không nào? Rất dễ thôi. Đấy, nhìn vô liền. Đó các bạn. Cái máy này phải được lau sạch. Đó các bạn thấy tiếp tục nói thì chưa? Các bạn thấy tiếp tục cấu trúc của bị động khiếm khuyết động từ đấy chưa? Đó, thuộc ngay liền. Cái máy này phải được lau sạch mỗi khi bạn sử dụng nó. Mỗi khi nó được sử dụng, xin lỗi các bạn, tiếp tục bị động nữa nè. Mỗi khi nó được sử dụng nè, tiếp tục bị động thứ hai nè. Dễ không? Nè, mỗi khi bạn sử dụng nó thì bây giờ là nó được sử dụng. Đó, nó được sử dụng, bạn sử dụng nó đó, thấy chưa? Cái máy này phải được lau sạch mỗi khi nó được sử dụng. Rất dễ, nó đúng bị động dễ lắm. Nếu bạn nắm được nguyên tắc của nó, nắm được cái tinh thần của nó là tôi sẽ sau này các bạn không rõ, tôi sẽ giảng nhiều thêm về những cái liên quan đến những cái thì khác nữa, những cái đối tượng bị động khác nữa thì các bạn dễ nắm lắm. Rồi, đến câu số 3 này các bạn. Đến câu số 3 này, bạn nên giữ cho những cái hoa này ở những nơi nắng ấm. Đó, đúng chưa? Thì bạn nên giữ những cái hoa này ở những nơi nắng ấm thì chắc chắn thì những cái hoa này nên được giữ ở những nơi nắng ấm, đúng không? Như vậy là qua ba câu này chúng ta thấy là người ta đang kiểm tra mình ở cấu trúc bị động của những khiếm khuyết động từ must nè, should các bạn thấy chưa, rồi can't, rồi could, vân vân, chắc chắn nó sẽ xuất hiện ở phía sau đó. Vậy thôi, vậy thì câu 3, những cái hoa này nên được giữ ở những nơi nắng ấm đó, các bạn thấy chưa, nên được giữ, tiếp tục này đó, thấy chưa? Đó, khiếm khuyết động từ tiếp tục đó. Đó, khiếm khuyết động từ to be ngưng ngỏ, xong là động từ V3 này. V3 của thằng này là, đây là V3 của thằng nào? Của thằng này này. Của này này các bạn. Đó, keep, kept. Ok, rồi, tương tự câu 4, tôi đi nhanh thôi. Cái này rất là dễ. Câu 4 là, bạn nên trả cái hóa đơn của bạn trước khi bạn rời khỏi khách sạn. Được chưa? Rời khỏi khách sạn. Thì cái hóa đơn nên được, cái hóa đơn của bạn nên được trả trước khi bạn rời khách sạn. Đây, tiếp tục. Nên được trả. Đây, V3 tiếp tục đây. Đó, các bạn thấy chưa? Should be paid này, các bạn thấy chưa? Như vậy là cứ thế mà ta làm thôi. Những cái này phía sau không quan trọng. Đó, liên quan đến cái này là các bạn nắm được cái này là tốt lắm rồi. Đó, cứ bám sát vào cái đó là các bạn ok. Rồi, tiếp tục. Đi viết thôi đâu mới tiêu rồi. Đây, viết đây. Rồi, tiếp tục câu tiếp theo. Câu 5. Câu 5 các bạn. Bạn nên gì? Bạn nên cho chúng tôi biết thông tin ngay bây giờ đi. Vậy thì thông tin nên được cung cấp cho chúng tôi ngay bây giờ. Ok, thông tin nên được cung cấp cho chúng tôi bây giờ. Đấy, nên được nè. Đó, bạn thấy chưa? Bị động thấy chưa? Đó, given này là verb của give. Đó, được chưa? Thông tin nên được cung cấp cho chúng tôi ngay bây giờ. Rồi, tiếp tục. Bạn có thể mua cái kem đánh răng tại cái hiệu thuốc. Vậy thì kem đánh răng có thể được mua tại hiệu thuốc. Kem đánh răng có thể được mua. Tiếp tục. Các bạn thấy chưa? Đó. Đây, tôi nói cho rõ là đây có thể được mua tại hiệu thuốc. Đó. Rồi, tiếp tục. Câu số 7. Bạn nên giữ ấm đứa trẻ. Không, bạn nên cảnh báo cho, xin lỗi các bạn. Bạn nên cảnh báo đứa trẻ là không được nói chuyện với người lạ. Vậy thì đứa trẻ nên được cảnh báo là không được nói chuyện với người lạ. Tiếp tục nè, should be nè, chiếu lên nè. Đó, đây mà. Nên được cảnh báo là không được nói chuyện với người lạ này. Đó, được chưa? Rồi, câu 8. Không ai có thể giải quyết được cái
không ai có thể giải thích được cái huyền bí này. Nó không ai có thể giải thích được huyền bí này, thì huyền bí này không thể được giải thích, không thể được giải quyết. Đó, huyền bí này đó, không thể được giải quyết, không thể được giải thích. Đó, tiếp tục, bạn có thể đổi đổi những cái vé đi du lịch đó, những cái ấy đi du lịch, những cái đề nghị đi du lịch đó tại nhiều cái nhà băng đó, những cái xét đi cho khách du khách du lịch đó. Cái này là giống như là những cái mà để các bạn có thể đi đến nơi đó được, các bạn sử dụng để sinh hoạt đi lại rồi đó các bạn nha. Thì những cái này nè, những cái này có thể được đổi tại hầu hết các khách sạn, tại nhiều khách sạn đó, các bạn thấy chưa, đưa nó ra liền, có thể được đổi be chứ không phải là he nhé các bạn nha, be nè, đó đó đừng có lộn nha, đó thấy chưa, với ba nè, đó dễ không, tại nhiều nhà băng, tại nhiều băng nhà băng chứ không phải nhiều khách sạn, nhiều ngân hàng á. Rồi tiếp tục cái cuối cùng nè, bạn không nên nói cho cô ấy những nhiều tin tức, nó họ sẽ có thể cô ấy có thể bị giết đó, đó nó có thể giết cô ra đó. Vậy thì sao, tin tức không được nên nói, không không nên được nói cho cô ấy đó, tin tức không nên được nói cho cô ấy, cô ta có thể bị giết bởi tin tức đó nè, và tin tức không nên được nói đến cô ấy có thể bị giết bởi nó đó, rất dễ đúng không nào. Rồi đó là bài tập số 1, bây giờ chúng ta nói đến bài tập số 2. Bài tập số 2 thì rất là đơn giản các bạn. Rồi cái bài tập số 2 này á là cái đoạn hội thoại phía dưới đây là cái đoạn hội thoại giữa hai nhân vật trong cái triển khoa học viễn tưởng về cái du hành vào không gian đó, và hoàn thành nó với những hình thức động từ ở dạng bị động phù hợp đó, dạng động từ bị động phù hợp này. Rồi bây giờ mình cho các bạn xem cái những đây là cái đoạn được được bị khoảng trống á, những từ bị khoảng trống á, đưa các động từ bị động, bị động từ bị động, bị động, bị động vào. Thì bây giờ mình đưa cho các bạn kết quả trước, rồi sau đó mình chỉ nói nghĩa các bạn, rồi mình lý giải vì sao chỗ đó là chọn đó. Rồi câu 1 này, chỗ 1 này nha, chỗ 1 này, chỗ 2 này, chỗ 3 này, chỗ 2, chỗ 3 này, vân vân. Thì đây tương ứng với từng vị trí của nó là đây, các bạn nhìn vào nha. Rồi các bạn nhìn này, một là will be prepared này, là bây giờ mình chỉ gặp những dạng câu như thế này ấy, là các bạn đoán cái nghĩa của nó trước cái đã, rồi các bạn sẽ đưa vào sau mình đoán cái nghĩa người ta đang nói về điều gì. Rồi bây giờ mình bắt đầu đoán nghĩa này các bạn này, mình đoán nghĩa này nha. Bây giờ ấy là hai người này họ giao tiếp này, cái ông cái người tên là Naomi và tiến sĩ Kay này nha. Bây giờ để bạn để ý này, tôi sẽ nói toàn bộ cái đoạn giao tiếp này luôn này. Bác sĩ này, bác sĩ hay tiến sĩ, bác sĩ này, có thể là bác sĩ này. Bác sĩ Kay, tôi muốn hỏi làm thế nào các bữa ăn sẽ được chuẩn bị trong trạm vũ trụ, trạm không gian vũ trụ đó. À, thức ăn được nấu chín trên tàu hay uống dưới dạng thuốc viên, có nghĩa là lên đó nấu chín hay là uống dưới dạng thuốc. Tiến sĩ Kay mới trả lời là cả hai đều không đúng. Bữa ăn ngon sẽ được đóng gói sẵn trên trái đất, rồi sau đó chúng có thể được hâm nóng lại lên trên tàu. Thế mà Naomi hỏi tiếp này, nhưng du khách sẽ đến từ những nơi khác nhau trên thế giới, thức ăn được lựa chọn như thế nào để phù hợp với khẩu vị của mỗi người? Tiến sĩ Kay mới trả lời là thực đơn quốc tế phải được cung cấp, thực phẩm có thể được lựa chọn từ các hình thức ưu đãi thực phẩm mà khách du lịch hoàn toàn hoàn thành trước chuyến đi, và bữa ăn nên được thực hiện ngon nhất có thể. Đó là hình thức chúng ta có thể đón. Tôi nhìn vô là tôi đón cái nghĩa ngay ngay là các bạn hình dung như vậy đi, bởi vì cái này nó rất là dễ. Đây là thực ra là một cái bài đọc á, mà người ta chọn ra một cái bài hội thoại mà người ta lọc bớt đi những từ đi, rồi người ta cho mình làm bài tập mà thôi, chứ những cái bài này là tôi đọc nhiều lắm rồi. Cho nên là các bạn bây giờ như vậy là quan trọng là cái số 1 này các bạn này, cái số 1 là mình chọn là will be prepared. Will be prepared thì là dạng bị động của khiếm khuyết động từ, các bạn thấy chưa, đó dạng bị động của khiếm khuyết động từ là thức ăn sẽ được chuẩn bị như thế nào đúng không, đó hỏi là thế nào nữa, các bữa sẽ được chuẩn bị đó trong trạm vũ trụ. Và tiếp tục này là cái thứ hai là này, bị động của to be going to, các bạn thấy chưa, đội bị động của to be going to mà ở dạng câu hỏi đó nhá. Đó, thức ăn sẽ được nấu chín, thức ăn sẽ được nấu chín, bị động của to be going to dạng câu hỏi. Đây, bị động của to be going to ở dạng câu hỏi, bạn thấy chưa? Rồi, tiếp theo cái chỗ số 3 là tiếp tục là bị động của khiếm khuyết động từ will tiếp tục này. Đó các bạn nha. Rồi, nãy tôi đã dịch nghĩa rồi. Đó, và cái thứ tư là bị động của dạng can này, bị động của dạng should này, và bị động của have này, đó have này, bị động của dạng could, bị động của ought to này, nên 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 làm cái gì, nên được làm này, đó các bạn ơi, có thể được chọn này,
và phải được chuẩn bị, phải được đề nghị này, thức ăn nên được chọn như thế nào này, để dạng câu hỏi, được chưa? Đó thì nó rất là dễ. Đó các bạn, tôi vừa dịch xong chỗ đó rồi, tôi đưa các bạn các cái đáp án rồi, các bạn điền vào rồi các bạn hiểu tại sao chọn chỗ đó, và nhớ ôn lại cái bị động của khiếm khuyết động từ, hoàn toàn là liên quan đến nó cả. Và đây là hai cái bài tập rất là quan trọng liên quan đến bị động của khiếm khuyết động từ. Đó các bạn lưu ý, nếu cái bài tập số 2 này mà còn chỗ nào các bạn không hiểu nữa thì các bạn có thể trao đổi thêm, chứ cái chỗ này thì ta có thể nói ngắn gọn như vậy thôi. Còn cái việc điền vào thì các bạn cứ thế mà tìm điền nha. Các bạn nhìn đó, các bạn cứ nhìn cái đáp án tôi đưa ra rồi đó, các bạn cứ thế mà điền vào rồi các bạn hiểu được tại sao chúng ta chọn như vậy. Đó là dễ thôi, cứ quan sát vào bị động của to be going to, bị động của khiếm khuyết động từ và bị động của have cộng to với cái này. Ví dụ cái chỗ số 6 này, cái chỗ số 6 này các bạn này, đó này, cái thực đơn quốc tế phải cái gì, phải được đề cập, được cung cấp, phải được cung cấp, thực đơn quốc tế phải được cung cấp đó, các bạn thấy chưa? Thì nó là dạng bị động có động từ have ở phía trước, nhưng ở phía sau nó là dạng bị động này đó, thực đơn phải được cung cấp, được đề nghị, được giới thiệu đó, vân vân. Rồi như vậy là chúng ta cũng đã hết cái phần language focus như vậy rồi, và cũng là hết cái unit 11 như ban đầu tôi đã nói. Vậy thì hẹn các bạn ở unit 12 ở các video tiếp theo. Và bây giờ cũng là cũng đã khuya rồi à, mà có thể chào các bạn ở đây. Cảm ơn các bạn đã cố gắng lắng nghe. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và like, share để kênh chúng ta ngày càng phát triển và chúng ta ngày càng có nhiều video hay hơn các bạn nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn.